Trong phong thủy, vị trí và hình dạng của một mảnh đất hay ngôi nhà có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và vận mệnh của gia chủ. Hiểu và tránh những thế nhà đất xấu không chỉ giúp cải thiện phong thủy mà còn mang lại sự an lành và thịnh vượng. Dưới đây, nhà sàn sẽ liệt kê và phân tích chi tiết 36 thế nhà đất xấu nên tránh xa những loại nào để có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt khi mua nhà đất, tránh được những thế đất mang lại vận rủi cho gia đình. Tổng hợp 36 thế nhà đất xấu nên tránh xa những loại nào? 1. Nhà hướng thẳng vào ngã ba. Đặc điểm: nhà nằm ở ngã ba, đường đâm thẳng vào nhà. Tác động: luồng khí từ đường đâm thẳng vào nhà rất mạnh, được gọi là xung sát. Điều này dễ gây ra tai nạn, bệnh tật và sự bất an cho gia chủ. Ngoài ra, ngôi nhà cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và bụi bặm từ xe cộ lưu thông. 2. Nhà đối diện đường sắt. Nhà gần đường sắt hoặc có đường sắt chạy qua trước nhà. Tiếng ồn và rung lắc từ tàu hỏa không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là hệ thần kinh và tim mạch, mà còn phá vỡ sự yên tĩnh và tĩnh lặng trong nhà, làm giảm chất lượng cuộc sống. 3. Nhà gần nghĩa trang. Nhà gần nghĩa trang hoặc khu vực chôn cất. Khí âm từ nghĩa trang có thể gây ra cảm giác u ám, bệnh tật và xui xẻo. Sự hiện diện của nghĩa trang gần nhà cũng có thể gây ra cảm giác sợ hãi và bất an, ảnh hưởng xấu đến tinh thần của cư dân. 4. Nhà nằm dưới đường cao tốc. Tiếng ồn liên tục từ xe cộ và khí thải độc hại có thể gây ra các vấn đề về hô hấp và thính giác. Ngoài ra, nhà nằm dưới đường cao tốc thường bị che khuất ánh sáng, làm không gian sống trở nên tối tăm và lạnh lẽo. 5. Nhà bị đường cắt ngang. Đường đi qua giữa khu đất hoặc nhà. Đường cắt ngang khu đất hoặc nhà tạo ra sự chia cắt trong luồng khí, làm cho năng lượng không được lưu thông một cách liền mạch. Điều này có thể gây ra sự bất ổn trong gia đình, ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe. 6. Nhà bị kẹp giữa hai tòa nhà cao. Nhà bị kẹp giữa hai tòa nhà cao gây ra cảm giác bị áp đảo và ngột ngạt, làm giảm lượng ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành, làm cho không gian sống trở nên ẩm thấp và tối tăm. 7. Nhà đối diện cột điện cao thế. Trường điện từ mạnh phát ra từ cột điện cao thế có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe. Ngoài ra, sự hiện diện của cột điện cao thế cũng làm giảm giá trị phong thủy của ngôi nhà. 8. Nhà ở cuối đường cục. Khí từ ngoài không thể lưu thông một cách tự nhiên vào nhà, dễ tích tụ năng lượng xấu. Điều này có thể gây ra cảm giác bí bách, bất an và ảnh hưởng đến sự thăng tiến, tài lộc của gia chủ. 9. Nhà có hình dạng kỳ quặc. Đặc điểm: nhà có hình dạng không vuông vắn, méo mó hoặc kỳ quặc. 10. Nhà gần khu công nghiệp. Nhà gần khu công nghiệp, nhà máy. Tiếng ồn, ô nhiễm không khí và nước từ khu công nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cư dân. 11. Nhà gần bãi rác. Nhà gần bãi rác hoặc khu xử lý rác thải. Mùi hôi, khí độc hại từ bãi rác có thể gây ra các vấn đề về hô hấp, dị ứng và các bệnh lý khác. Ngoài ra, sự hiện diện của bãi rác gần nhà cũng làm giảm giá trị phong thủy và giá trị bất động sản. 12. Nhà có sân sau nhỏ hơn sân trước. Sự chênh lệch kích thước giữa sân trước và sân sau gây mất cân bằng trong luồng khí, ảnh hưởng đến tài lộc và sự ổn định của gia đình. Sân sau quá nhỏ cũng làm giảm không gian sinh hoạt và thư giãn. 13. Nhà có cửa sau đối diện cửa trước. Cửa chính và cửa sau nằm trên một đường thẳng. Khí tài lộc dễ bị thất thoát khi vào nhà rồi lại đi ra ngay lập tức. Điều này không giữ được vận may và tài lộc cho gia chủ, gây ra sự bất ổn về tài chính và sức khỏe. 14. Nhà có cầu thang đối diện cửa chính. Khí tài lộc đi vào cửa chính và dễ bị đẩy lên các tầng trên hoặc thoát ra ngoài nhanh chóng, không giữ được năng lượng tích cực trong nhà. Điều này ảnh hưởng đến sự thăng tiến và tài lộc của gia đình. 15. Nhà bị cắt góc. Nhà bị cắt góc làm mất cân bằng năng lượng, tạo ra những góc chết và không gian khó lưu thông khí. Điều này ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe của cư dân, đồng thời làm cho ngôi nhà trở nên không hài hòa về mặt thẩm mỹ. 16. Nhà ở ngã tư đường lớn. Ngã tư đường lớn là nơi giao thoa của nhiều luồng khí mạnh, dễ gây ra tai nạn và xui xẻo. Sự xung đột của các luồng khí này cũng làm giảm chất lượng phong thủy của ngôi nhà. 17. Nhà có đường nước thải chảy qua. Nhà có đường nước thải chảy qua dưới nền nhà, khí xấu từ nước thải ảnh hưởng đến sức khỏe của cư dân, gây ra các bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa. Ngoài ra, đường nước thải cũng tạo ra môi trường ẩm thấp và không vệ sinh. 18. Nhà bị bao quanh bởi cây cối rậm rạp. Cây cối rậm rạp che khuất ánh sáng tự nhiên và cản trở lưu thông khí. Điều này làm cho ngôi nhà trở nên ẩm thấp, thiếu ánh sáng và dễ tích tụ khí âm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tài lộc. 19. Nhà bị che khuất khởi công trình xây dựng. Nhà bị che khuất bởi công trình xây dựng cao tầng. Công trình xây dựng cao tầng che khuất ánh sáng và không khí tự nhiên, làm giảm chất lượng không gian sống. Ngoài ra, tiếng ồn và bụi bặm từ công trình xây dựng cũng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cư dân. 20. Nhà có hồ bơi sau nhà. Hồ bơi đặt ở sau nhà. Hồ bơi sau nhà có thể gây ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe. Nước dễ tích tụ khí âm và không lưu thông tốt, gây ra sự mất cân bằng trong phong thủy.
21. Nhà có cửa sổ quá lớn. Cửa sổ quá lớn làm mất cân bằng lượng khí vào và ra khỏi nhà, dễ bị thất thoát khí tài lộc và năng lượng tích cực. Điều này có thể gây ra sự bất ổn về tài chính và sức khỏe. 22. Nhà có hình dạng bất đối xứng. Nhà bất đối xứng làm cho năng lượng không lưu thông đều, gây ra sự mất cân bằng và bất ổn trong gia đình. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc và mối quan hệ của các thành viên. 23. Nhà ở gần trạm xăng. Khí độc và nguy cơ cháy nổ từ trạm xăng có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe và an toàn. Ngoài ra, mùi xăng dầu cũng làm giảm chất lượng không khí và không gian sống. 24. Nhà có nền đất yếu. Nhà xây trên nền đất yếu hoặc không ổn định. Nền đất yếu dễ gây ra hiện tượng lún, nứt tường và các vấn đề về kết cấu nhà. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến an toàn mà còn gây ra cảm giác bất an và không ổn định cho gia đình. 25. Nhà có quá nhiều gương. Nhà lắp đặt quá nhiều gương lớn. Gương phản chiếu ánh sáng và năng lượng làm cho không gian trở nên hỗn loạn và mất cân bằng. Quá nhiều gương cũng gây ra sự phân tán năng lượng, ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe của cư dân. 26. Nhà có mái treo. Mái nhà không đều, có chỗ cao chỗ thấp. Mái nhà không đều tạo ra sự mất cân bằng và ảnh hưởng xấu đến phong thủy. Điều này có thể gây ra cảm giác bất ổn và làm giảm khả năng lưu thông khí. 27. Nhà gần trường học. Nhà gần trường học, sân chơi. Tiếng ồn từ học sinh, hoạt động vui chơi có thể làm giảm sự yên tĩnh và tĩnh lặng của ngôi nhà. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sự tập trung của cư dân. 28. Nhà bị bóng đè giải đáp được 36 thế nhà đất xấu nên tránh xa những loại nào. Bóng đè làm giảm lượng ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành, làm cho ngôi nhà trở nên tối tăm và ẩm thấp. Điều này ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tinh thần của cư dân. 29. Nhà có cửa sổ nhỏ, cửa sổ quá nhỏ, không đủ ánh sáng. Thiếu ánh sáng tự nhiên làm cho không gian sống trở nên tối tăm, ẩm thấp và thiếu sinh khí. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng của cư dân. 30. Nhà gần đường hầm. Nhà gần đường hầm hoặc lối vào đường hầm. Khí từ đường hầm có thể gây ra sự bất ổn và ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, tiếng ồn và rung lắc từ xe cộ lưu thông qua đường hầm cũng làm giảm chất lượng cuộc sống. 31. Nhà có mái dốc. Mái dốc đứng tạo ra sự mất cân bằng về năng lượng, làm cho khí không lưu thông một cách tự nhiên. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc của gia đình. 32. Nhà có đường dốc vào. Đường dốc vào nhà từ cửa chính. Khí tài lộc dễ bị trôi tuột ra ngoài theo đường dốc, không giữ được vận may và tài lộc. Điều này ảnh hưởng đến sự thăng tiến và tài chính của gia đình. 33. Nhà gần khu vực sản xuất. Nhà gần khu vực sản xuất công nghiệp. Ô nhiễm tiếng ồn, không khí và nước từ khu vực sản xuất ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cư dân. Ngoài ra, môi trường sống cũng bị ảnh hưởng, làm giảm chất lượng cuộc sống. 34. Nhà có cửa chính đối diện thang máy. Khí tài lộc dễ bị hút vào thang máy, không giữ được năng lượng tích cực trong nhà. Điều này ảnh hưởng đến tài lộc và sự ổn định của gia đình. 35. Nhà có sân trước nhỏ hẹp. Sân trước quá nhỏ và hẹp. Sân trước nhỏ hẹp làm giảm không gian tiếp nhận khí tài lộc vào nhà, ảnh hưởng đến sự thăng tiến và tài lộc của gia đình. 36. Nhà có cửa chính đối diện cửa phụ. Cửa chính đối diện cửa phụ. Khí tài lộc vào rồi lại đi ra ngay, không giữ được vận may. Điều này không giữ được năng lượng tích cực trong nhà, gây ra sự bất ổn và thiếu tài lộc. Như vậy, với những thông tin chi tiết về 36 thế nhà đất xấu nên tránh xa những loại nào theo phong thủy mà nhà sàn Tây Nguyên, đồng thời gợi ý những giải pháp hữu ích để hóa giải hoặc hạn chế ảnh hưởng của những thế đất này. Hiểu và tránh những thế nhà đất xấu này sẽ giúp bạn và gia đình có một cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng hơn.